Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đơn xin nghỉ buổi sinh hoạt ngoại khóa. Nội dung như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2024. Đơn xin nghỉ buổi sinh hoạt ngoại khóa. Kính gửi cô Trần Minh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A. Em tên là Bùi Ngọc Mai, ngày sinh 18 tháng 8 năm 2015, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Thăng Long. Em làm đơn này, xin phép cô cho em nghỉ buổi sinh hoạt ngoại khóa diễn ra vào thứ 6 tuần này. Lý do, em vừa không may bị sốt virus và bác sĩ chẩn đoán không thể khỏi được vào ngày hoạt động diễn ra. Do đó, em không thể tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa này cùng với cả lớp được. Em xin hứa sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa khác của lớp trong thời gian tới. Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn: Mai, Bùi Ngọc Mai. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết đơn xin nghỉ buổi sinh hoạt ngoại khóa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.